Pinnacle Bella Skin Clinic and Wellness là nơi chuyên chăm sóc da mặt cho các bạn, trị tận gốc mụn, nám và lão hóa. Tất cả nhân viên chuyên nghiệp sẽ giúp cho quý vị có một làn da tuyệt vời. Pinnacle Bella có lớp huấn luyện tay nghề cho quý vị đã có bằng. Mọi chi tiết xin liên lạc 14331 Euclid Street, Unit 103, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-265-1818, 714-265-1818. Kính thưa quý vị đang thấy cái bìa của chị Thanh Lan mới sắp sửa phát hành chứ chị? Chưa phát hành. 28 tháng 10. Chị em chúng tôi mặc đồ đỏ để mà giới thiệu cái cuốn CD này, đó là Khi Xưa Ta Bé Bang Bang. Nói tới cái bài hát này thì đó Y Nhi mới có 11 tuổi thôi, Y Nhi đã nghe rồi, rất là mê. Mà không phải những là mê mà còn phải ca thuộc lòng luôn đó chị. Một bài này hay là cái bài Căn Nhà Xinh thì đến khi em qua cho đến tận nước Nhật thì em ca cái bài đó. Trước khi em trở thành người ca sĩ là em mới có mười mấy tuổi thôi, thì chỉ biết mặt cộng đồng bên Nhật á thì kêu em lên hát đi, tại vì con vũ sư mà, trong đó là con vũ sư chứ đâu phải là con của ca sĩ đâu, đâu biết hát đâu, nhưng mà rất là yêu nghề, cũng là cái nghiệp với chị. Lên hát là bài đầu tiên là cái bài Căn Nhà Xinh. Ôi Căn Nhà Xinh, nhưng mà bài rất là hay. Bài nó dễ thương là tại vì cái người sáng tác ra đó là một cô ca sĩ Nhật, lúc đó mới có 16 tuổi à. Cho nên là khi mà mình nghe lên từ cái giai điệu cho tới cái lời hát thì nghe rất là trong sáng, nhẹ nhàng. Mà cái giọng hát của chị cũng ca rất là trong sáng, nhẹ nhàng như là thì, như là cái bài hát. Thì mình cũng phải cố gắng nhập vai, mặc dù bây giờ đó mình không phải là cô bé 16 tuổi nữa. Nhưng mà mình cũng phải tưởng tượng ra cái cảnh là một cô gái mới lớn lên mơ mộng như thế nào trước cuộc đời. Dĩ nhiên hồi mình mới lớn mình thấy cuộc đời nó nhẹ nhàng, nó như là cái gì cũng toàn một màu hồng, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ từ từ cái màu nó cũng thay đổi. Hơi đậm lại chút. Cá nhân em thì em cũng cảm thấy càng ngày mình làm ăn, mình càng già thì cảm thấy cái sức khỏe mình không giống như ngày xưa nữa. Đối với chị bây giờ chị đi show mỗi tuần. Không, có khi cũng ở nhà đó, nhưng mà không thì thật ra là đi cũng là đi mỗi tuần, tại vì không đi show cũng đi chơi. Ôi trời. Cái sức khỏe của mình thì có ảnh hưởng tới cái giọng hát của mình không chị? Thì em hay thắc mắc về cái đó. Thì chị nghĩ là cái điều kiện mà quan trọng nhất đối với một người ca sĩ là sức khỏe đó. Chứ không phải tuổi tác. Tại vì có những người còn rất trẻ nhưng mà sức khỏe kém. Có những người mà ví dụ như anh Tuấn Ngọc chẳng hạn, bây giờ anh vẫn hát rất là hay. Đúng. Thì do mình giữ cái phổi mình tốt thôi. Tại vì em giống như cá nhân em mà la hét hôm nay đó là qua ngày hôm sau là em bị tắt tiếng luôn. Thì nữa là mình không trời không có cho là mình hôm nay nói giọng, nhiều quá à. Nói nhiều quá hay là la hét nhiều quá hay là nhiều khi cái gì đó thì có khi nào chị có bị gọi là một cái thời gian nào đó chị không có thể đi hát được là vì lý do sức khỏe hay là có chứ, có một lần bị ngã đó.
Christmas đó thì leo lên cầu thang gắn đèn xong rồi bị ngã, và bị ngã từ từ trên cái ban công của cái garage đó, là em biết nó cao cỡ nào. Mà rớt cái đột xuống cái driveway mà bằng xi măng ở dưới nữa chứ, mà không bị gì hết. Mà tưởng là gãy xương sống nữa. Mà cái năm đó là đúng là đêm Noel nhá, mà cả thế giới ăn mừng, có một mình nằm trong nhà thương mà khổ quá, tưởng gãy xương sống. Nhưng mà may có vào x-ray thì người ta nói không có gãy cái xương nào hết, cho nên người ta cho đi về. Quá là lucky. Nhưng mà cái năm đó là hết một năm trời không có mang giày được. Tại vì bị cái cầu thang nó rớt xuống cái ngón chân, nó crack cái ngón chân, mà lại ngón chân phải nữa, nên nguyên một năm trời không có lái xe được. Bà có đi hát không? Thì xong rồi phải gọi để cancel show. Thì bên lúc đó là ở đâu, hình như Washington DC, người ta trả lời là đau chân chứ đâu có đau họng mà hát không được. Thế là cũng đành phải đi mà xin airline là đẩy wheelchair cho tôi vào máy bay. Sau rồi mà ngồi trên wheelchair mà còn sướng quá, trời ơi, mấy người nhưng được cứu chứ, mình không bị đi mà được đẩy vào tận máy bay. Xong rồi tới nơi lại đẩy ra, xong người ta tới đón, người ta dìu mình ra xe, xong rồi tới hát dìu mình vào tới tận sân khấu, xong người ta đặt cái ghế trên sân khấu, xong người ta dìu mình lên sân khấu mình ngồi. Mình hát kỳ quá trời. Mới đầu thì cũng dáng đứng mà đứng hồi chịu ông nội lại ngồi. Vậy mà hát giả vũ. Trời ơi. Gần với ghen luôn á chị. Đó là, cái kỷ niệm mà không bao giờ quên. Mà còn ngay mùa tuyết nữa chứ. Trời ơi. Xong đi giày, đâu có đi giày được lúc đó. Còn để cái brace gắn ở dưới cái bàn chân để cho mình chân mình không có nhúc nhích đó. Thế xong rồi nói thì quý vị đừng cười Thanh Lan nha. Xong rồi trời tuyết đó, xong rồi ướt hết cả chân, mà chân đang bó. Thế mình sợ quá, nói bây giờ mà không có để cho nó ướt được. Xong người ta lấy cái bao ni lông, người ta cho cái chân vào trong bao ni lông, người ta cột lại để đi từ xe vào trong, để vào hát, và trong đó cởi bao ni lông ra. Trời ơi, đi hát mà chưa có lần nào mà cười ra nước mắt nhỉ. Cái đó là một cái vui đấy chứ. Dạ. Cái vui là mình khán giả yêu mến mình, mà dạ, mình với cái không, những cái hình ảnh đó rất là quý. Khán giả yêu mến đã đành rồi, nhưng mà bầu show bảo là đã quảng cáo tên rồi, không có không được. Nên đành đi mà giày đi được có một chiếc à. Bên này đâu mà giày được, bó cái chân to thiệt to. Trời ơi. Nhưng mà khán giả cũng vui. Không, khán giả vẫn vui. Chị thì thấy vui lắm. Cười quá. Xong ngồi, có ngồi những cái kỷ niệm nào khác nữa không? Chị có những kỷ niệm nào mà chị lại tại vì em thấy có rất là nhiều ca sĩ đi show nhiều và có gia đình rồi nhiều thứ lắm. Khi đến một cái nơi nào đó, cái họ không có như là không có đủ sức khỏe đó chị, họ hay bị xỉu rồi ca không có ra hơi. Chị có khi nào có những chị thì không có bị cái trường hợp đó. Tại vì thú thật với quý vị là Thanh Lan bị cái bệnh viêm xoang sinus đó. Nếu mà khi như là bụi quá này, lạnh quá này, chỗ nào mà không có sạch sẽ là nó sưng trong này. Trời ơi. Là nó ảnh hưởng tới cái giọng hát nó. Xong nhưng mà có một cách chữa, từ khi mà Thanh Lan tìm ra cái cách đó là không bao giờ bị nữa, là cái viên eucalyptus đó, cái viên đó thì cứ xông họng với xông mũi trước khi ra đi hát. Còn nếu mà không có thì chắc cũng nghẹt mũi hoài đó. Cái loại đó là hình như là cái steamer hả chị, hay là không, sao chị, bây giờ hay là mình xịt vô. Bây giờ chị cũng sợ xịt lắm, bây giờ người ta có làm thành cái viên tròn 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 đó, xong cái mình cứ để trong nước sôi á, thế là nó loãng ra, là nó cái hơi nó lên đó, mình hít cái hơi đó. Vậy cũng là một cái loại thuốc. Nói thuốc cũng không là hẳn thuốc, nó chỉ giống như là một loại để cho mình xông hơi. Ok. Vậy là chị phải có cái đó để giống như là, đúng rồi, đó là nhỏ con trai em nó cũng bị khó thở đó kia, kia cũng dùng qua mấy cái đó rất là tốt quý vị. Thành nữa là quý vị nào mà giống như bị như chị thì có cái cách thức là chữa trị như vậy. Viêm cái xoan. Đó mình viêm xoan đó chị là. Nhưng mà thường thường chị cũng có cái đồ để mà xịt mũi chứ chị hả? Hồi xưa có xịt á, nhưng mà không có biết bác sĩ nào nói là không có nên xịt nhiều quá. Tại nó có cái gì đó steroid trong đó phải không chị? Không có nên xịt nhiều quá. Không, bây giờ không có xịt nữa. Dạ, bây giờ chỉ xông hơi thôi. Hồi đó em hay bị khàn tiếng rồi bị mất tiếng, là tại vì em bị reflux á chị, cái gas nó lên á, thành thử là em
uống giấm đen vô thì bây giờ nó đỡ, giống em có là Ngọc Thúy cũng, ca sĩ Ngọc Thúy cũng bị, thì bị giống như là cái acid nó vào trong cái bao tử mình á, cái tối mình ngủ cái nó đi ngược lên cái cuống họng của mình, thành thế là ngày hôm sau nó bị over sao nó làm cho em bị càng tiếng, cái không đo được tiếng, em uống rượu nhiều quá hay là uống không phải uống rượu nhiều quá nhưng mà mình là uống mà 3-4 ly chẳng hạn đấy, thì uống nhiều ngoài đó quý vị, mà không cẩn thận là sẽ bị càng tiếng ngay lập tức. That's why ca sĩ không nên uống rượu là như vậy đó. Chị đâu có biết uống đâu mà sợ. Không, nhưng mà không, nếu mà ai mà uống thì, rượu quá thì là sẽ bị. Người ta hay mời mình đấy thì chỉ dám nhấp một tí champagne thôi, chứ còn ngoài ra không dám uống gì. Tại vì nó không có tốt cho bao tử mình đâu. Đúng rồi. Mà nếu mà mình đau bao tử là mình không có hát được đâu. Đúng rồi. Tại vì nó làm khó chịu, đó là gọi là cái acid. Khó chịu, không nói làm chi, nó đau dữ lắm á. Đau mà lấy hơi ôm được. Tại vì hồi nhỏ có bị đau bao tử rồi nên biết. Đó, hồi thời đó thì lúc đó mới có 23 tuổi mà tại sao lại đau bao tử, đến nỗi mà bác sĩ nói, ủa cái bệnh này người ta già lắm người ta mới bị, mà sao chị mới có mấy bị ăn uống không điều đặn, coi như là mấy tháng trời không được ăn cơm. Wow. Ăn cháo không á. Wow. Vậy là ăn uống không điều đặn bị stress đấy nha chị. Stress cũng bị không? Chị nghi là tại vì hồi đó điệu quá, mới có 15-16 tuổi đã diet đã để cho ốm. Sao phải có cái lý do em nghĩ cho nên nó mới bị. Hôm nay là nói lung tung chuyện riêng là quý vị không, mà quý vị sẽ thích nghe là tại vì mình nói chuyện bình thường như vậy. Tình mà, thật rồi, sau cái phần này thì mình phải nói cái vào cái kiểu quan trọng nhất là cái chương trình show ngày 28 tháng 10 của chị Thanh Lan ở tại Lạc Cầm. Xin quý vị đừng rời làng máy.